you <music> Từ vựng của chúng ta chỉ đến đấy thôi, rất là ngắn gọn đúng không nào và rất là dễ nhớ nữa. Rồi, bây giờ thì bây giờ mình sẽ cùng nhau học xem cái phần ngữ pháp cơ bản như thế nào nhé. Ngữ pháp có thể nó sẽ hơi giảm một chút đó các bạn nha. Trước hết mình sẽ đọc cái ao so đúng không ạ? Các bạn đã học cái gì có ao rồi nhỉ? Cái gì các bạn ơi? Đó chính là ao yo đúng không ạ? Thì nó có một cái liên từ ao như thế này, chưa ao so là cái gì đây? Trước hết mình nhìn nhá, chỉ nguyên nhân lý do và mình sẽ dịch là vì, chưa ạ? là một tiếp vĩ từ được gắn vào sau tính từ hoặc động từ để giải thích lý do của tính chất hoặc hành động đó lý do các bạn nhé nguyên nhân lý do nhé trường hợp tính từ hoặc động từ có nguyên âm tận cùng là a và o tương tự như a o yo thì nó sẽ đi với a sỏ còn những cái tính từ khác rồi những cái nguyên âm khác nó sẽ đi với o sỏ và đối với những cái thằng ha ta à thì nó sẽ đi với gì các bạn ơi he sỏ rất là tương tự với ao sỏ ao yo đúng không nào ừ, nhưng mà nghĩa thì nó khác đúng không ạ và lưu ý này nhìn nhé trước ao so không dùng thì quá khứ ở trong cái dạng câu này, ở trong cái ý nghĩa này à, về nguyên nhân lý do trước ao so không dùng quá khứ các bạn nhé các bạn phải luôn luôn nhớ trang từ trước ao so sẽ không bao giờ được dùng quá khứ được chưa ạ? Vì cái gì đó ở phía trước nên về sau như thế này nguyên nhân nó sẽ nằm ở phía trước và về phía sau sẽ chỉ kết quả được chưa ạ? Mình sẽ nghĩ như thế nhá cái về phía trước của ao so nó sẽ là nguyên nhân và về phía sau sẽ là kết quả các bạn nhớ đến như thế là được được chưa ạ? Đọc ví dụ xem thế nào nhá.

vì cái túi này nó nhỏ quá nên là mình cảm thấy rất là bất tiện đúng không cho cái việc mình mình đựng đồ chẳng hạn ví dụ như thế chẳng hạn tiếp theo 늦어서 cho 늦어서 chế dung 죄송합니다 mì Đưa cho chế dung mì chế dung chế xin lỗi vì như nào 늦다 tả muộn đúng không một từ mới 늦다 tả xin lỗi vì đã đến muộn được chưa ạ nếu cho chế dùng mì được chưa tiếp theo 어제 피곤해서 일찍 잤습니다. 그 날과 뭐게 하니네 그반 날. 그 일찍 잤습니다. 라는 왜왜 싸우는 그반 날. 즉, 오늘 날과. 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 오늘 과 오늘 날과. 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 오 trước ao do không được dùng quá khứ nên các bạn ở đây không được dùng là phi con hết gió do không các bạn không được dùng như thế được chưa? phi con này gió itik thì cái nếu mà câu này ở nằm ở vị quá khứ ấy, thì thằng nào sẽ đóng vai trò là là thì quá khứ đây chính là cái đuôi câu các bạn nhé. itik sẽ dùng cái quá khứ ở đây được chưa? tiếp.밤에 너무 더워서 잘수 없었습니다. tương tự ở đây 없었습니다 cứ sót ở đây là nó sẽ là thì quá khứ rồi đúng không? 밤에 vào ban đêm thì Cắt ở đây nhá. Như thế nào? Tài su ọp Không thể ngủ được. Ơi su ita ơi su thể hiện khả năng đúng các bạn ơi? Có thể làm được hay không thể làm được ở đây có từ trả đã. Tài su ọp tôi đã không thể ngủ được. Thì cái anh này đóng vai trò anh kết quả này, cái về kết quả này Anh ấy sẽ phải chia với thì quá khứ Còn anh mà về nguyên nhân đi với ao sao thì anh ấy không thể nào đi với thì quá khứ được Nên người ta mới viết như vậy các bạn nhé Lý do gì khiến tôi không thể ngủ được Đó mu thấu rồi 덥다. nóng đúng không ạ? Tôi vô phòng ở서 vì vào ban đêm nóng quá nên mình không thể ngủ được được chưa ạ? Thì cái này các bạn chỉ cần trước hết nhớ theo trang, ao so chỉ nguyên nhân kết quả à, và cái về phía trước của cái ao sau này sẽ là nguyên nhân nó không đi với quá khứ được chưa ạ? Còn về đi với quá khứ đó chính là gì ạ? Về kết quả phía sau đúng không, các bạn ơi. Chà. Tiếp theo nhá. Nào, một đoạn đối thoại đúng không ạ? 어디에 가요? 어디에 가요? Được chưa? Đi đâu đấy. Được chưa?

병원에 갔어요. 왜? 원 배가 아프다. 배가 아파서, 배가 아 병원에 가 아파서, 배가 아파서, 배가 아파서, 가 아파서, 배가 아파서, 배가 아파서, 배가 아파서, 배가 아파서, 야가 아파서, 배가 아파서, 배가 아파서, 아파서, 배가 아파서, 배가 아파서, 배가 아파서, 배가 아파가 아파서, 가 아파서, 가서가아 배가 아파서, 가가가가가가가서가 왜 <이> 한국에 가요? 비한국 한국 친구를 만나고 싶어서 가요. 자, 한국 친구를 만나고 싶어서 가요. 만나고 싶다 하고 말하이죠 đúng không? m 만나다. tôi muốn gặp bạn 한국 của tôi n ê 는게 dành dạ, này đó hơn được rồi đúng không ạ? Rất là đơn giản đúng không các bạn ơi? Rồi, còn nhưng mà vẫn chưa xong ở đây đâu, mình vẫn còn một số những cái tips ở phía dưới, được chưa ạ? Đó chính là gì đây? Trong các loại câu mệnh lệnh hay câu đề nghị thỉnh dụ có kết thúc câu tận cùng là gì đây? Ư ừ, Đề nghị đúng không? Upshita, rủ dê đúng không? Thì cái từ này có nói được không ạ? Thì không dùng cái ao sau này để diễn tả lý do à, cái này vì cái này nó đẹp nên là anh hãy mua cái này đi Ví dụ như thế chẳng hạn thì nó không không dùng được được chưa ạ Nhớ chăng đó chính là ở phía sau cái dạng câu tức là cái về kết quả ấy, về kết quả mà có bổ subject, một những cái câu thỉnh dụ những cái câu gì ạ à, mệnh lệnh ấy, thì mình sẽ không dùng cái ao sau này để mình nêu lý do mà mình sẽ dùng những cấu trúc khác thì sau này các bạn sẽ được học sau được chưa? À? ví dụ như câu này y khá băng y bò so sát cấu trúc ở đây có nghĩa là gì à các bạn ơi? Có, có, nghĩa là hãy đúng không ạ? Vì cái túi này đẹp nên hãy mua đi Nên là không được dùng như thế Mặc dù trong tiếng Việt thì dịch uh, như thế thì khá đơn giản Và tiếng Việt của mình chỉ có mỗi một cấu trúc vì nên thôi Còn tiếng Hàn thì cấu trúc vì nên, cấu trúc nguyên nhân lý do khá là nhiều Thì đâm ra các bạn phải lưu ý là Trong cái khi mà các bạn dùng ao sói Thì về phía sau tức là về kết quả sẽ không thể nào Mà đi với những câu mệnh lệnh hay là câu thỉnh dụ, câu đề nghị được Các bạn hiểu vấn đề không ạ? tức 문을 닫읍시다 gió so, vì lạnh quá Chua gió so, nên là gì? thật 닫다 đóng cửa nhưng mà lại là gì 닫읍시다 hãy đóng cửa đi cùng nhau đóng cửa đi ý là như thế là một cái câu rủ dê đề nghị đúng không? vì vậy lúc này cái câu này cũng là một câu bị sai về mặt ngữ pháp luôn thế các bạn lưu ý cái đấy ra trang được chưa ạ? và cuối cùng lưu ý từ vựng của mình sẽ là gì đây? nãy mình học ao so là người ta xét sau cái sau cái gì ạ à? động từ và tính từ bình thường đúng không tuy nhiên có những cái trường hợp mà đứng sau đứng trước ao so này lại là một cái động từ dựa là đúng không? Thì lúc này mình sẽ dùng gì? Y là so dùng như vậy đó các bạn. Y là so. Chắc. Y là y là so. Bách khoa giám ra mi Ngắt ở đây đúng không? Bách khoa giờ mẹ, sa ra mi thả. Nghĩa là gì? Ở cửa hàng trung tâm thương mại thì sao? Có nhiều người. Vì sao lại nhiều người? Y là y là so. Vì gì đó các bạn ơi? Vì là chủ nhật. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Vì là cái gì đó được chưa ạ? Tiếp tục. À, ở đây hết rồi đúng không? Y là 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 cái gì đó được chưa ạ? là chủ nhật đến lá ở trung tâm thương mại rất là nhiều người được chưa ạ? Thì cấu trúc ao do ở đấy thực ra nó cũng khá là đơn giản thôi, tuy nhiên các bạn phải nhớ được cái cách dùng của nó. Nhắc lại một lần nữa nhé, ao sau chỉ nguyên nhân lý do thì ra có hai cái điều các bạn cần phải lưu ý đó chính là trước nó không được đi, trước ao do không cái về trước ao sau tức là về nguyên nhân ấy sẽ không được đi với quá khứ và về kết quả ở phía sau thì nó sẽ không được đi với những câu thỉnh dụ hay là những cái câu mệnh lệnh cầu khiến được chưa ạ? Thế này đó, rất là đơn giản đúng không nào? Rồi, cấu trúc tiếp theo và chúng ta học là chính là cấu trúc ức cao người ta dịch là gì à các bạn ơi nhé nhỉ đúng không ạ à? à, làm cái gì với tôi nhé được chưa ạ được chưa thì trong cái trường hợp đấy mình sẽ dịch là rủ dê còn nhỉ thì sao ạ? À? nhiều lúc các bạn nói chuyện một mình các bạn có thể dùng cao cũng được được chưa? Thì nhé và nhỉ là vì như vậy đó các bạn Thức xem nhá Gắn vào sau động từ để hỏi ý kiến người nghe hoặc đưa ra một đề nghị nào đó Được chưa? Những động từ kết thúc bằng nguyên âm thì gắn thêm Ư có Nếu mà ư có chứ là Ư cái Nếu nó, nó có bạch chim đúng không ạ? Ư cái ơ Bỏ cái Đúng ạ? Còn nếu mà nó không có bạch chim như khả Thì nó sẽ đi với Ư cái ơ Ư cái Đúng không? Hãy cái Đúng không, các bạn ơi? Đó, cái này các bạn đọc một phần này sẽ hiểu thêm rất là nhiều được chưa ạ? Tiếp theo mình có nhá.

Ok thôi, chúng ta hãy cùng nhau xem phim nhà Ý là như vậy các bạn nhé. À, khi mà mình muốn hỏi người khác, ấy, ví dụ như Upshita, Pupshita, ở đây có nghĩa là gì? À, hãy cùng nhau xem phim Ý là kiểu dù luôn, nói luôn. Nhưng mà trong cái ô này cảm giác như là bạn muốn hỏi thêm ý kiến của cái người nghe nữa thì mình sẽ dùng cái chữ Ukaio nghe nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Được chưa ạ? Rồi. 점심에 뭘 먹을까요? 점심에 뭘 먹을까요? By Bây giờ em chúng chưa biết là ăn cái gì em Muốn hỏi đồng nghiệp xem là đồng nghiệp muốn ăn cái gì để cùng nhau ăn được chưa? Buổi bảo Mình sẽ ăn cái gì đây nhỉ? Được chưa Trong cái trường hợp này nó không còn là cái gì nên không còn là gì ạ? À? Ờ dù dê nữa đúng không? Thì mình dùng nhỉ nó sẽ hợp lý hơn. Bây giờ các bạn ơi. chả 점심에 뭘 먹을까요? How thì mình ăn cái gì đây nhỉ? Được chưa ạ? Thì người kia trả lời là gì? Ờ 불고기를 먹읍시다. 불고기를 먹읍시다. A Chúng mình hãy cùng nhau ăn gì ạ? À? Ăn thịt nướng thôi đúng không nào?

Vâng, bạn Nam hãy gì ạ? Hãy chuẩn bị máy ảnh bạn mang theo máy ảnh đi. Ý là như vậy các bạn nhé. Vậy thì cấu trúc ơi cao nhớ nhé nhìn nó rất là đơn giản đúng không nào? trong trường hợp chủ ngữ là ngôi thứ ba thì cấu trúc này dùng để đoán một cái gì đó không chắc chắn. Thường thì những cái cấu trúc mà có liên từ ƠI nó sẽ mang tầng nghĩa ở tương lai được chưa ạ? Và đã tương lai rồi thì nó sẽ mang tính chất là không chắc chắn đúng không các bạn ơi? Nó chỉ mang tính chất dự đoán thôi. Mình xem vì sao người ta lại nói như thế nhá. 지금 김 선생님이 학교에 계실까요? 계시다 là gì? Kính ngữ của ta đúng không? 지금 김 선생님이 학교에 있어요? 있을까요? liệu thì bây giờ uh, cái ông Kim này thấy Kim có ở trường không? 이 현재 계실까요? được 루스아, có ở hay không? thì lúc này thực ra, um, lúc này, lúc này thì mình dịch như thế này cũng được mà các bạn dịch là có ở trường không cũng được rồi hai cái tầng nghĩa đó cũng khá là giống nhau còn cái thằng mà mang tính chất là đoán một vật gì đó một việc gì đó chính là cái ơi cỏ ở phía dưới này cơ này được chưa đó vậy chị Kim Kim Sơn Jin có ở đấy không nhỉ? tức là lúc này mình đang tự hỏi đúng không ạ? hoặc là mình hỏi phải được người khác. được chưa? thì mình cái đó mình sẽ dùng từ nhỉ ở đây. không biết là có như thế không nhỉ? thì thực ra cái này cũng không hẳn là dự đoán đâu, mà dự đoán là chính là cái thằng này này. được chưa? Ở mà chắc là có ở trường thôi đúng không ạ? keshi koi nhân này á. thì có chút ơi ô nhé nhỉ mình sẽ hiểu như thế nào đây? trước hết nhắc lại một chút nhé, ơi kaiou ở trong trường hợp này mình sẽ nhìn nào các bạn ơi. Ừ mình muốn xem mình muốn hỏi ý kiến đối phương như thế nào thì mình dùng nhé này đúng không ạ? À? rồi mình hỏi ý kiến đối phương mình cũng có thể dùng nhỉ này đúng không ạ? À? ngoài ra khi mà mình nói một mình ấy, mình nói chuyện một mình ấy mình có hay là làm cái nhỉ nhỉ, hay là làm cái này hay là làm cái kia nhỉ ra như thế thì các bạn vẫn có thể sử dụng cấu trúc cái này nhưng mà đối với cái việc mà nói một mình như thế thì sau này khi các bạn học lên cao hơn thì mình sẽ học cái này sau, được chưa ạ? Hiện này nhá Rồi tiếp theo cấu trúc cuối cùng ngày hôm nay là chính, chính là cấu trúc một một có nghĩa là không thể đó các bạn. hồi trước các bạn đã học có hai cấu trúc không là cái gì ạ? à và gì các bạn ơi? chi ăn thà đúng không? Hai cấu trúc này đều có nghĩa là không đúng không các bạn ơi. Nhưng mà ngày không và không thể nó khác nhau đúng không? Ngày hôm nay chúng ta học đó chính là không thể. Ví dụ tôi không ăn cơm có nghĩa là gì đây? À, tôi đang um, giảm cân nên tôi không muốn ăn cơm. Nhưng mà tôi không thể ăn cơm thì sao? À, bởi vì tôi bận quá tôi không thể nào ăn cơm được. Thì hai cái tầng nghĩa này hoàn toàn khác nhau. Nên là nó các bạn phải lưu ý một chút các bạn nha. Chặn đứng trước động từ các bạn nhá để thể hiện rằng chủ thể có ý chí nhưng không có đủ năng lực hoặc do một lý do nào đó mà chúng không thể thực hiện được đúng không ạ tôi muốn làm nhưng tôi không thể làm cái điều đó đúng không ạ thì lúc này mình sẽ dùng cấu trúc một này đúng chưa trong trường hợp miếng xa cộng với ha ấy, tức là những khung vu ta tung ta đó thì sao các bạn ơi thì chúng ta đặt một trước ha tả nó giống với an đúng không khung vu an là khung vu một thả tương tự như vậy thôi các bạn nhé Dạ, bạn đơn giản mình đọc luôn nha nó cứ các bạn cứ nghĩ rằng là cái vị trí của một và An nó khá là giống nhau mỗi tội là nghĩa của nó khác nhau thôi được chưa ạ Chạy. 저는 김지를 문 mogoyo, 문 m o g o 당해 doctrine, yammy 김지를 문 m o g o y no, no, 문 mogoyo, 또이 컴테이 안 김치, 비주장 김지를 안먹 o g o y o 트인어라지, 더 컴한, 더 컴틱한, 더, 문 mogoyo, 컴테이 안 look, 저더 컴테이 안 look at eye, 루저, 티요 남신은 수영을 보테어, 수영하다,

làm bài tập đúng không? xe một thật à? Không thể làm bài tập được. Thì cấu trúc không thể này nó giống như cái cấu trúc an ở vị trí của hai thằng này nằm một vị trí giống nhau đó chính là trước động từ đúng không ạ? An này đứng trước cả tính từ nữa đúng không các bạn ơi? À, tuy nhiên cái thằng một này thì nó mang từng nghĩa là không thể. Tức là mình có ý chí nhưng mình lại không thể làm được cái điều đó. Mình mình không có năng lực mình không thể làm được. Thì các bạn phải lưu ý về mặt nghĩa của hai cái anh này. Được chưa? Cấu trúc ngày hôm nay khá là đơn giản đúng không? Ừ.